Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần cuối cùng bản tin FBC Việt Nam kỳ này. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá các loại đất áp dụng từ năm 2015 cho đến năm 2019. Theo đó, giá đất ở một số khu vực được điều chỉnh bằng giá tối đa của chính phủ quy định. Theo bảng giá đất mới nhất được đề xuất của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, giá đất tối đa tại thành phố này đạt mức 162 triệu đồng một mét vuông thuộc khu vực phố Hàng Ngang, Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm. Giá đất thấp nhất trong các quận của Hà Nội là 3,96 triệu đồng một mét vuông thuộc về phường Dương Nội, quận Hà Đông. Giá đất tối đa tại các phường của thị xã Sơn Tây và các thị trấn thuộc các huyện dao động từ 16,7 triệu đồng đến 22 triệu đồng một mét vuông, tối thiểu dao động từ 1,26 triệu đồng đến 1,3 triệu đồng một mét vuông. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc áp dụng thực hiện giá đất mới nhằm giảm dần sự chênh lệch giữa bảng giá và mặt bằng thị trường. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất trong khung là 162 triệu đồng một mét vuông, với giá thị trường hiện ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bài, Hàng Bồ, Nhà Thờ, thì vẫn còn chênh lệch khá lớn. Trung bình mỗi mét vuông đất tại các phố này được rao bán từ 500 đến 600 triệu đồng, cá biệt có hộ rao bán với mức xấp xỉ 1 tỷ đồng một mét vuông. Chỉ một năm nữa, cộng đồng chung ASEAN chính thức có hiệu lực mở ra ngưỡng cửa hội nhập sâu rộng hơn cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hoạt động khoa học công nghệ. Tuy nhiên, theo một công trình nghiên cứu đang được thực hiện ở Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, sự sẵn sàng trong việc hội nhập quốc tế lĩnh vực này của Việt Nam còn khá nhiều hạn chế, nhất là ở vấn đề nhân lực. Cuộc trao đổi ngắn ngay sau đây với tiến sĩ Bạch Tân Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Chính sách Khoa học Công nghệ thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ sẽ làm rõ hơn thực trạng này. Thưa ông, thì dưới góc độ nhìn nhận của ông thì ông đánh giá như thế nào về mức độ hội nhập khoa học công nghệ của Việt Nam trong khu vực ASEAN? Chúng ta đang ở cái góc độ hội nhập chủ động nhiều hơn hay là bị động nhiều hơn? Theo cái nghiên cứu và tìm hiểu của nhóm đề tài thì chúng tôi cảm nhận là cái nhận thức nói chung của Việt Nam về hội nhập quốc tế với các nước ASEAN và hội nhập quốc tế trong hoạt động khoa công nghệ còn rất hạn chế. Chúng ta cũng chưa lường trước được là những cái công việc chúng ta cần chuẩn bị khi mà thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 đến. Lúc đó các nước ASEAN trở thành một cộng đồng và lúc đó các cái tài nguyên, trong đó có tài nguyên về nhân lực di chuyển sẽ rất là dễ dàng giữa các nước. Và lúc đó thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với một cái thách thức là liệu chúng ta có thể có được những cái đội ngũ cán bộ khoa học có được trình độ để trước tiên là đảm đương được cái công việc tại nước nhà trong việc xây dựng cái năng lực khoa học công nghệ. Không nói đến cái nguy cơ là nếu mà chúng ta không có được cái môi trường thì những người có năng lực, có kinh nghiệm đấy, họ có thể rời bỏ Việt Nam và đi làm việc ở những nước khác trong khu vực các nước ASEAN. Thưa ông, thì hiện nay chúng ta đã có đề án hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ đến năm 2020. Và nếu nhìn vào đề án này thì ông đánh giá là chúng ta đã thực hiện đến đâu? Thực ra cái đề án đấy thì đã đưa ra được một số các cái định hướng rất là rõ ràng. Thế nhưng mà trong cái nghiên cứu chúng tôi thì chúng ta còn thiếu rất nhiều các cái bước lộ trình đi theo và các cái điều kiện cũng như là các cái chuẩn bị, đặc biệt là cái chuẩn bị về việc đào tạo ra một cái đội ngũ nhân lực có được cái năng lực luôn luôn học hỏi và tìm ra những cái giải pháp dựa trên những cái điều kiện rất thực tiễn của Việt Nam. Và đấy chính là những cái điểm mạnh của về phía nhân lực của Việt Nam, làm sao Việt Nam có thể tạo ra được cái môi trường thuận tiện cho những cái nhà khoa học, họ có được một cái mong muốn được cống hiến cái hoạt động, cái kết quả nghiên cứu của mình để phục vụ cho đất nước. Theo ông thì đâu đang là những cái rào cản lớn nhất trong cái vấn đề mà hội nhập khoa học công nghệ trong khu vực ASEAN, và chúng ta có nên có những cái định hướng phát triển như thế nào để giải quyết vấn đề đó và tăng cái khả năng hội nhập hơn? Rào cản lớn nhất đứng về phía góc độ là các nhà khoa học thì chúng ta có rất nhiều các cái hạn chế trong cái việc, thứ nhất là hạn chế về mặt ngôn ngữ, hạn chế về mặt kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu. Từ trước giờ thì đội ngũ khoa học của chúng ta thì cũng đã thực hiện một số các cái hợp tác nghiên cứu, nhưng mà cái vai trò chủ động cũng như là lôi kéo thì chưa đạt được cái trình độ đấy, mà chúng ta chủ yếu vẫn là ở cái giai đoạn là làm theo những cái nước mà họ yêu cầu và họ hướng theo, và chúng ta chưa chủ động được đề ra được những vấn đề mà chúng ta tự có thể đảm đương và điều phối. Xin cảm ơn ông ạ.
Theo thông báo của các công ty kinh doanh gas tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày hôm nay 1 tháng 12, giá gas sẽ giảm 13.000 đồng một bình 12 kg. Các công ty gas cho biết mức giảm cho mỗi ký gas là 1.083 đồng. Theo đó, mỗi bình gas loại 12 kg sẽ giảm 13.000 đồng. Các loại bình 45 kg và 50 kg có mức giảm lần lượt là 49.000 đồng và 54.000 đồng một bình. Tương ứng với mức giảm này, giá gas bán lẻ của Sài Gòn Petro đến tay người tiêu dùng là 328.000 đồng một bình 12 kg. Gia đình gas và Pacific Petro có giá lần lượt không quá 336.000 và 337.000 đồng một bình 12 kg. Theo các công ty gas, giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục giảm là do giá gas thế giới tháng 12 chỉ còn 560 đô la một tấn, giảm 45 đô la một tấn so với tháng 11. Từ đầu năm đến nay, giá gas đã 8 lần điều chỉnh giảm. Thưa quý vị, vào tuần qua, Viện Thẩm mỹ JW đã trao tặng học bổng trị giá 500 triệu đồng cho Quỹ Vừa A Dính của Trung ương Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ sinh viên y khoa dân tộc thiểu số. Tại hội thảo về giải phẫu thẩm mỹ do Viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc tổ chức, JW cũng đã trao cho Quỹ Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu số tiền 500 triệu đồng. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừa A Dính, và bà Nguyễn Thị Như Thủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, hiện là Phó Chủ tịch Quỹ Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, đón nhận số tiền trên. Viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã vừa tổ chức hai hội thảo về công nghệ làm đẹp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung các chủ đề công nghệ nâng mũi, niềng răng và thẩm mỹ toàn diện khuôn mặt. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Việt Nam kỳ này. Quý vị có thể dành ít phút để ghé thăm website của FBNC để chúng ta có thêm những thông tin và video của các chương trình trên FBNC ngay tại địa chỉ fbnc.vn. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với bản tin FBNC Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FBNC Thế giới sau ít phút nữa.